Dạ, xin lỗi chị Phương phải không ạ? Dạ phải À, ạ. em là Sơn bên sức khỏe 60 giây. Dạ. Dạ em biết Em ạ. có nghe chị nói là sau khi chị dùng cỏ mực thời gian ngắn chưa được một tháng á thì nó có tiến triển tốt. Thì em muốn nhờ chị chia sẻ một ít kinh nghiệm cho mọi người ạ. Chị em xin phép em ghi âm cuộc gọi được không ạ? Dạ được ạ. Dạ chị ở đâu ạ? Em ở Đắk Lắk ạ. Dạ chị ở Đắk Lắk. Rồi chị hay đi khám bệnh ở đâu chị? Hồi trước thì em lúc mà em chưa phát hiện thì em đi ở 115, Dạ. xong rồi lúc đó là đổ 3, xong rồi thế một tháng sau em đi xuống Đại học Y Dược là lên đổ 4, Dạ. nhưng mà chưa phải chạy thận. Dạ Nhưng mà là chồng của chị về ha, là chồng chị bị ha. dạ Dạ. chồng chồng em bị, nhưng mà Dạ. em đi với chồng em. Dạ. Dạ. Xong rồi đến khi là bắt đầu là uống thuốc rồi cũng này kia, mà đến một tháng sau đi bắt tơ ở Nha Trang Dạ. xét nghiệm lại thì kết quả nó cũng không có suy giảm mà nó tăng hơn. Tức là nó càng ngày càng tăng hả chị? Dạ nó chỉ tăng chứ nó không ngừng. Từ lúc mà chị phát hiện cho đến lúc chị ăn cỏ mực là bao lâu? Lúc mà phát hiện bệnh á. Dạ. Lúc lúc về thì em cũng coi trên video, cái em thấy cái video này trước rồi, trước cái ngày em đi bắt tơ á, Dạ. nhưng mà em chưa có thời gian. Xong rồi cái sau đến khi em về em cứ đi em hái thử, em ăn là em ăn liên tục luôn á. Dạ. Em cứ tin tưởng quá, em thấy nhiều người anh chia sẻ cái em tin tưởng quá, em đi 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 hái về em ăn liên tục là 20 ngày Dạ. cộng với uống thuốc, nhưng em không có ngừng thuốc. Dạ. À, em vẫn uống thuốc, vẫn ăn ăn như lại như anh hôm lúc em đầu em không biết á, Dạ. thì em ăn xong rồi em ăn cơm. Dạ. Sau đó thì em thấy ăn vậy thì cơm nó ăn được ít chứ, xong rồi em cắt đi. Không, có bữa thì ăn trước cơm, có bữa thì ăn sau cơm. Dạ. Em cũng hấp lên nhưng mà em không có bỏ tiêu, không bỏ hành như anh Dạ, hết á. không không có gia Em vị chỉ ha. Dạ. đúng rồi, lúc đầu là em bỏ trong nồi cơm em hấp. Dạ. À, nhưng sau đó thì em thấy ăn chưng thì em cũng bỏ hơi dĩa ăn chưng lên ăn thôi, chứ em không có bỏ cá, bỏ gì Dạ. hết á. Dạ. Em ăn liên tục 20 ngày á là Dạ bắt đầu chị ăn nhiều không chị bắt ha? đầu em ăn thì cũng giống như ăn vậy, em Dạ. ăn một ngày 2 lần. Ngày 2 lần. Là một lần Dạ ăn khoảng một xong rồi. chén hấp nó xìu xuống là phải không? Dạ nó một chén, có khi nó ít hơn có khi nó nhiều hơn, Dạ. tùy. À Dạ. tùy, hôm vì ở đây cũng kiếm được lúc ít lúc nhiều, Dạ hả chị? Nhưng mà nhưng chị mà ngày nào chị cũng ăn đều phải không chị? dạ em bỏ trong tủ lạnh em ăn dần, khi nào gần hết Dạ. em phải đi kiếm. Dạ. Thế là hôm qua là em đi xét nghiệm xong rồi em mừng em gọi cho anh đó, Dạ. là lúc lúc là creatinine là nó 40.2, Dạ. so với 20 ngày trước em đi xuống dưới Pasteur á Dạ. là với bây giờ là nó còn 370 tròn, là nó Tức xuống ba mươi là hồi mấy trước á. là 402 rồi Dạ xuống còn 370 hả chị? Là là 370 tròn á. Dạ. Với lại có cái em không rành nên hôm bữa em gọi điện em mong hỏi anh là theo dõi cái gì xuống là nó xuống á. Dạ. À vậy thì anh mới nói creatinine á, thì em coi cái đó. Nhưng Dạ. xong rồi đến khi em đưa vô phòng khám cho bác sĩ em thấy xuống rồi, em nói vậy em mừng rồi. Em Dạ. đem vô bác sĩ thì bác sĩ hỏi là em nói là bác sĩ xem thử hai cái kết quả của bác tơ, kết quả đây theo dõi có gì nó có xuống nó lên. Dạ. Thì em đi khám mỗi nơi một chỗ à, Dạ. thì em không có khám một chỗ đâu. Xong Dạ. bắt đầu là cái bác sĩ mới nói là bác sĩ theo dõi bên này, bác sĩ nói là độ 3 rồi đó, suy Dạ. mãn mà độ 3 rồi đó. Tức Xong là từ cái độ em 4 là nặng là nó giảm xuống còn độ 3 là nhẹ hơn một mức phải không chị? dạ, nhưng Dạ. mà lúc đó bác sĩ không biết, bác sĩ cũng không hiểu À, bác sĩ không là biết là lần nghỉ. mình từ mức độ cao xuống, giờ tưởng là mình À, nghỉ bác khám. sĩ mới họ bác Dạ. đúng rồi, bác sĩ nói là độ 3 rồi đó. Xong mình mới bảo là thì hồi giờ cũng suy mãn mà. Xong cái em hỏi cái chồng em hỏi là coi thì nó lên hay nó xuống, Dạ. vì do là mình cũng đang nghĩ trong đầu là bữa giờ mình điều trị như vậy coi thì nó lên hay xuống á. Dạ. Bác sĩ nói là nó có xuống. Dạ, vậy là nó có xuống, tức là lúc mà mới bắt đầu phát hiện bệnh là bao lâu, tới bây giờ là tính là bao lâu rồi chị hả? 3 tháng, Hả? 5 tháng hả? 3 tháng, 3 tháng. ba Dạ 3 tháng, nhưng mà mỗi tháng chị xét nghiệm đều tăng lên hết, không có giảm phải không? tăng chứ không có giảm Dạ. đâu. Lúc lúc đầu là phát hiện là độ 3 rồi, ở ngay Đại học Y Dược là đại học ông bảy, lúc đầu là 115 là nó đạt độ 3 rồi. À. Cho đến khi đi Đại học Y Dược là một tháng sau á là Dạ. độ 4. Dạ. Xong bắt đầu là đi Pasteur thì là nói độ 4 nhưng mà nó lại hơn, bởi vì sao? Bởi vì nó À. tăng lên mà. Dạ, tức là nó nằm không khung độ 4 nhưng mà vẫn tăng. Dạ. Dạ
Tức là thuốc tây chị vẫn giữ đúng không, nhưng mà nó mức độ nó vẫn tăng liên tục. Dạ. Thuốc tây thì không có cái gì đâu anh ạ. Chỉ có thực ra bệnh thận thì người ta chỉ cho một viên để hỗ trợ thôi. Với lại thuốc huyết áp thôi. Ai cũng vậy thôi à. Em bị vậy thì hồi giờ em đi bệnh viện nào người Dạ ta cho thôi, em để đó hết ba á. em là họ cho thuốc chích luôn á. Nhưng mà Dạ, anh chị là tức không có cho là thuốc nhiều hả? em không biết, cái này chắc là ngày xưa thôi anh ạ. Dạ, Bây dạ. giờ người ta chỉ cho vậy thôi. Dạ. Anh em thấy em cũng điều tra mấy người cũng chỉ có một đến hai viên thuốc thận thôi chứ không có hơn. Dạ, tức là bác sĩ cho rất là ít thuốc, nhưng mà mình sau khi mình bắt đầu ăn có mực là mình vẫn giữ theo cái hướng dẫn của bác sĩ dặn dò, và thuốc của thuốc tây vẫn giữ ha. Dạ, thường thì độ 3, độ 4 rồi thì người ta nói bảo tồn nó khó lắm. Em nghĩ vậy, cho nên là em cứ đi ngủ. Nhưng mà bác sĩ thuốc tây là không bao giờ cho mình ăn thuốc nam. À, anh lên anh hỏi cỡ gì bác sĩ thuốc tây cũng bác bỏ hết. Dạ, đúng Cho rồi, nên là dạ. hôm qua bác sĩ mới hỏi em là uống thuốc gì. Thôi em nói ra. Dạ, với phải tập thể dục nữa anh ạ. dạ, Không, phải tập thể dục dạ nữa. đúng rồi, thì tập thể dục là bắt buộc rồi, bệnh nào cũng phải tập thể dục hết. Dạ Dạ rồi, đúng ok, rồi, vậy mình em phải sẽ dặn thêm mọi người là phải tập thể dục thêm. dạ tập thuốc dù thể dục là không thể bỏ được đâu, dạ đúng mình rồi, phải hỗ trợ thêm nhiều lên chứ không phải là một thứ là nó hết nhưng mà ăn có mực thì nó hiệu quả. dạ rồi. Dạ Thì bây giờ cỏ mực ở trên đó có khó kiếm không chị hả? khó khó chứ không dễ đâu, ngày ngày xưa thì nhiều chứ bây giờ người ta xịt thuốc cỏ đâu còn nữa đâu. Dạ, nếu vậy thì mình chịu khó mình đem về mình trồng đi chị ơi, tại vì mình thấy cái hiệu quả mà mình ăn tới tới 3 đến 4 tháng mà mới có kết quả, mà phải ăn nếu mà như bị nặng là phải tính tính năm á chứ không phải tính tháng đâu. Đó, không, Dạ. phải tính năm đó anh ạ. À. Dạ. Em nghĩ là tính năm nhưng Dạ. mà so với 20 ngày mà nó xuống 22 là nó nhiều. Nếu Dạ. như một tháng thì có thể tính thêm 10, 10 đơn vị nữa là nó xuống 40. Em nghĩ là ăn cái này cỡ một năm thôi là nó xuống bình thường. Dạ, tại những Nếu người mà mà ăn bị kiên nhẹ trì. đó thì ăn như bị giai đoạn 2 là ăn trong vòng có 3 tháng là nó hết luôn á chị. Thì giai đoạn như chỗ chị giai đoạn 4 thì nó nặng, phải bắt buộc phải ăn phải lâu, phải càng nặng. Dạ. Nhưng em nghĩ là lúc mà nó độ 4 rồi nó xuống độ 3 rồi độ 3 xuống độ 2 nó vẫn nhanh hơn. Em nghĩ vậy. Dạ. Nếu mà nó đã Em chịu cũng hy thuốc, vọng nếu vậy mà đó. nó đã chịu cỏ mực như vậy á thì rất là mừng chị. Tại vì có một số Dạ. người á thì họ ăn trong vòng có 2 3 tuần, 3 4 tuần gì đó mà Dạ. họ nói là có giảm rồi rất là ít. Thì em nghĩ thứ nhất á là họ cái cơ thể họ chưa quen thì phải ăn lâu một chút, và không Không biết phải là ăn lâu lên anh ạ. Ăn không biết lâu là lên. họ có Không có ăn mệt nhiều hay đâu, không ăn đó không chị. có mệt đâu. Chồng em ăn không mệt, Dạ, chồng em không bỏ một ngày nào tại hết. vì sợ họ ăn Em không có nhìn cái đều á này chị, em ăn sợ. một bữa này rồi bỏ rồi bữa sau bỏ đó, nên là em muốn là chị chia sẻ cái kinh nghiệm ăn cỏ mực như thế nào cho chính xác mà giảm được như vậy để cho họ tin tưởng hơn. À tức tức là mình Thì ăn đều bình mỗi ngày. thường thì cứ chừng ngày 2 giờ, có đi đâu về thì cũng phải ăn 2 giờ. Em vậy á, như hôm qua em đi đến 3 giờ chiều em mới về là em chưng ruông xong đến gần đi ngủ em phải bắt ăn thêm 1 giờ nữa. Không không bỏ nó 2 giờ, không phải là mở thôi ăn 1 giờ cũng được không? Rồi, Em ăn đúng 2 giờ. khi mà mình ăn như vậy thì mình có bị dị ứng gì không chị? Ngày 1 2 ngày đầu Không. tiên. Những ngày đầu tiên cũng giống như những ngày sau không có bị gì hết á, chỉ có những ngày sau là cho ăn nhiều thì nó hơi sốt ruột tí thôi. 2 ngày đầu tiên á, 2 ngày đầu tiên khi ăn có bị rối loạn tiêu hóa hay bị ngẩn ngứa hay bị này nọ Không anh, cũng bình thường à, không? 2 ngày đầu tiên ăn cũng bình thường à, Có bị không bao có tử bị gì hết. cồn cào không? Không, chỉ Không có nữa ha, sau này là ăn nhiều tức là là ăn nó nhiều sốt là ruột thì ăn sốc luôn. cơm vô thôi. Dạ rồi, cảm Dạ. ơn chị Phượng rất là nhiều ạ. Thì Khi em về thì em lại gọi cho anh. dạ, Dạ. có gì đợt sau mà xét nghiệm kết quả tốt nữa lại tiếp tục chia sẻ ha chị. Tại chị Dạ, em hết cảm là em ơn cũng anh mừng đó. lắm. Tại nhiều người hết, nhưng Tôi cũng mà mừng chứ. có nhiều người họ Anh biết vẫn không? chưa tin tưởng, nhưng mà em muốn dùng chính những người mà bắt đầu xem video của em á áp dụng là như thế nào. Em sẽ chia sẻ càng nhiều càng tốt để cho họ có Ở động lực. trên Dạ. mạng á, ở trên mạng thì người ta chia sẻ rất là nhiều, nhưng người ta chia sẻ để bán thuốc thôi, nhưng của anh chia sẻ là chỉ để giúp cho mọi người thôi, nên là Dạ. em tin tưởng cái đó Em nên muốn giúp em cho dùng. mọi người mà em lại muốn tạo động lực cho mọi người nữa chị, nên là em mới phải gọi cho từng người mà ăn mà hết bệnh như thế này nè để em chia Dạ, sẻ. người ta mới có tự tin ăn chứ, lúc ăn người ta sợ chứ anh. Dạ, tại vì Tại họ vì cũng đẹp không biết thật có rồi độc mà. hay không, rồi ăn có hết thật sự hay không, chỉ có một người hết thì hên xui, nhưng mà nhiều người hết thì không phải nói là hên xui được chị, nó là thật Cái sự. này không chắc không hên xui đâu anh ạ. Dạ. Thuốc nam á, Dạ. em để ý rồi, có người hợp, có người không, có người hết, có người không, Dạ. nhưng cái cỏ mực này em thấy hiệu quả Chị thấy nên là em ba em cũng hướng kết dẫn hợp những với người chị. mà bị giai đoạn đầu là ăn là hết hoàn toàn đó, còn những người như giai đoạn 4 như của chị á
như của một ông anh hôm bữa ở bên Mỹ gọi về đó, là Dạ. mới bắt đầu ăn nên em mới có thông tin thôi đó, nên là em bắt Dạ. đầu thấy là có nguyên giảm trong vòng 1 tháng đầu tiên, chưa được 1 tháng nha đó, nên là Anh nói là 2 tuần, em cũng nghe rồi là 2 tuần đó. của cái Cho anh ở nên là bên em Mỹ cũng là nôn ba quá, ba em tuần 20 ngày em đi xét nghiệm đó. không, nhưng mà mình phải dặn người ta, tại có mực á, nó không phải như thuốc Tây mà nó cầm liền, nó phải có tính tháng tính năm. Dạ, nhưng mà trong vòng Cái có hôm một mà tháng chồng chưa em được lá tháng lên, mà như vậy là quá mừng luôn. anh có nhớ cái hôm mà chồng em lên lúc đó, em sợ quá, em gọi điện cho anh để Dạ cứ lấy tinh thần nó thêm đó. Bây giờ dạ thì không không lo nữa rồi. Dạ, dạ giờ là không lo ha, giờ là cứ nhưng mà vậy thuốc huyết mà áp rồi vẫn phải uống giống như anh đúng nói á, rồi chị. không Dạ có thuốc huyết áp không được rồi, đâu, em vì xin cái này phép nó đâu có trị huyết áp đâu. em dặn lại với chị với mọi người là thuốc Tây vẫn phải giữ, huyết áp tiểu đường vẫn phải giữ theo ý kiến của bác sĩ, tại vì cỏ mực nó Dạ, chỉ trị suy thận lâu dài đó, nên là mình dạ cố đúng gắng rồi, mình không có mà được không thay phải đổi ăn gì. 1 ngày 2 ngày đâu, cái dạ này em nghĩ là không phải mấy tháng đâu, em nghĩ dạ hai đúng tuần rồi, cái em này mới qua dặn điện họ thoại hồi rồi. 6 tháng 1 năm đó. Dạ, nhưng mà Dạ cố gắng nếu mà không được phải trồng. Rồi cảm ơn chị rất nhiều ạ. dạ 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 rồi, hy vọng nhận được cái tin tốt của chị trong cái đợt xét nghiệm tiếp theo. Rồi em dạ chúc em hai vợ chào anh ạ. chồng sức khỏe. Dạ chào chị. Dạ.